bỏ chén em làm gì em vô dọn phòng cho chị đi. Ra đây coi mày làm gì vậy? Em thấy hình nó cũ rồi nên em bỏ mốt với chị chụp khác. Ôi mày làm cái gì nữa Tuấn, hình của tao mày mất nói gì động tới. Em thấy nó cũ rồi em xé dục thôi, có gì đâu, mấy tấm hình là tao đâu có mượn mày. Chỉ là mấy tấm hình thôi mà chị. Chỉ là mấy tấm hình thôi hả? Chị có thể chụp cái khác mà. Ủa sao mày có tương tác không? Sao chị hình của mấy chị mà mày xé hết trơn vậy? Mày biết kỷ niệm mấy chị ha? Đi ra coi! Mày nó xấu. Chỗ này không có chuyện của mày. Mày nó xé hết trơn. Mất mớ gì hình của tao mà mày xé. Em nói rồi, em thấy nó cũ. Tao không có mượn, tao chỉ kêu mày vô đây dọn phòng cho tao thôi. Mày muốn gì? Em đâu có muốn gì đâu. Ủa mà chị kêu nó vô dọn phòng làm cái gì? Sao chị không kêu em? Chị bỏ tiền ra mua nó làm cái gì? Em có dám khổ không? Hả? Em cứ đeo theo làm cái gì? Để bây giờ như kiểu đi làm người ô xin như người ta vậy đấy. Tao đi ra khỏi phòng tao để tao xử chuyện thằng phai của mày. Mày ngồi xuống đây cho tao. Tao không cần, mày ngồi xuống đây cho tao. Mắc nói gì mà hình của tao mà mày xé? Cũ thôi mà. Cũ là cũ sao? Tấm hình thôi chứ có cần làm quá lên đâu. Mày muốn tao làm sao? Chỉ có thể chụp cái khác mà. Sao mày có thể ngoan ngoãn chút xíu không? Còn không thì mày cút đi khỏi mắt tao. Tấm hình thôi mày chỉ chứa dữ rồi. Mày quá đáng, càng quá đáng hơn nữa nha. Được nước làm tới. Hai chị mà. Có đẹp đẽ gì đâu. Mà không đẹp mà hình kia mày nói tiếng như tao tắt lưỡi mày liền đó. Đẹp hơn bóng mặt của mày á. Thì xin lỗi với Tú đi nha. Có giá trị dữ trời. Chị nói nữa xin lỗi với Tú đi. Chăng lỡ tát vô mặt nó cho tao. Chị mày không tát nó để tao tát nó nghe. Mày không nghe lời tao không? Lỡ tát vô mặt nó cho tao. Được rồi em xin lỗi Tú một câu đi Ngân. Mấy tấm hình thôi cứ cần phải xin lỗi. Em nói em đang sai em xin lỗi. Lỡ tát vô mặt nó cho tao. Ôi chị. Một, mày không tát tao tự tát. Sao mày không xin lỗi chị Tú vậy? Không đánh nó đâu. Lỡ tát vô mặt nó cho tao. Con này đừng có chi cho tao thôi mà lỡ tát nó cho tao coi chưa. Không chị, dù gì nó cũng bận. Mày ơi khen nó chị. Mày quen nó làm cái gì? Mày quen nó làm cái gì bây giờ mày kêu là đụng vào nó giơ tay mày. Thì sao? Có chuyện của mày không? Có chuyện của mày ở đây không? Mày lên tiếng ngoài vậy chó kia. Mày phòng của tao muốn vô là vô hả? Cút hết rồi.
Mày lượn lát đi theo anh đâu. Không đánh đâu chị. Tao biểu mà lỡ tát nó cho tao. Tao kêu mày làm đi, mày bớt giả tạo lên mày ơi. Tao sợ mày cũng muốn đánh tao lắm á, chứ ở đó không chịu hả chị? Chơi với bạn sao giờ đợi bạn nói câu đó nữa. Còn tao nói cho mày biết, mày đụng tao ai, mày đụng tao con Tú rồi. Ủa sao coi, mày làm cái gì mày đụng tao hả? Mày đụng tay đụng chân nó lại hả? Mày không yêu nó được thì thôi, để nó về cho tao. Có liên quan tới mày không? Hả? Tao nhìn trước mắt đi ra khỏi đây. Không nhìn cái mày. Tao nói mà đụng tao một cái nó đừng trách tao nha. Đi với anh lên. Mày sao? Mày quánh tao đi, mày thấy em chị quánh lộn kìa. Đi với anh. Mày sao? Mày nói cho mày biến khỏi cái phòng tao coi. Em không có đi đâu hết, em ở đây thì... chưa? Em có thấy nó thương em tí nào không? Tại anh không có tiền, không có quyền lên tiếng đâu. Chị tiền có quyền chửi em. Em mù quáng thì cũng phải mù quáng cho nó vừa vừa đi chứ. Mù quáng gì? Tao mua nó về mà. Trong khi đó mày tự tay mày bán cho tao mà. Quốc khỏi phải đừng bao giờ nói đến cái câu mà tự tay bán. Tao chưa bao giờ ra giá hay là tao chưa bao giờ bán nó cho mày. Câm miệng mày nói đi. Là tụi mày phản bội tao. Phản bội hả? Sống chó. Sống chó đâu có bằng mày. Ừ, mày tự tay mày bán người yêu mày cho tao mà còn đợi đó. Cút khỏi phòng tao coi. Mày không có quyền nói cho chuyện này chứ. Còn mày đó, chán sống hả con chó? Tao kêu mày vô phòng đang dọn dẹp cho tao, mày làm gì mày xé hình của tao với anh Tú? Xé gấp hết rồi còn mai mốt không xé nha. Thì gọi chị Tú thì tiền ăn. Mày lỡ tát nó cho tao. Biết đi con. Mày nói chuyện quá đáng đi nha. Quá đáng gì? Tao chửi mày gì con nào chưa? Đến giờ này còn ngông cuồng chưa? Kêu chị tiền kêu tát thì tát đi. Đừng giả tạo nữa. Hai đứa mày cút ra khỏi phòng tao luôn coi. Để tao giải quyết chuyện này coi. Chị giải quyết đi, em có làm gì đâu. Mày không tát nữa tao tát nó nha. Em tát nó cho. Im đi, đi ra khỏi phòng đi. Tao nói không nghe hả? Ủi bụi á trời. Mạnh lên. Chưa mạnh nữa à? Chưa. Quánh lại. Cảm thấy chừng nào đủ rồi thôi. Chứ mày đang cầm chỗ quét nhà vậy. Tao ấy đủ rồi. Quánh lại cho tao. Cái mặt của nó còn dày lắm. Ngồi em đứng ra, em đi ra ngoài với anh coi. Anh dục cục tiền như mặt nó đi. Nó đứng lên đi với anh rồi. Sao tao cảm thấy trong phòng này có nhiều gác gỡ. Mày lôi ra hết cho tao hay chăng? Ngoài đi bay. Tao đợi khi nào mày đánh tôi cũng ngăn đi. Đi ra. Em xin lỗi chú một câu đi em nào. Đi ra ngoài. Chị cứ làm đi, mồm em đâu có làm gì đâu. Chị câm cái miệng thúi lại. Chị câm thôi nè. Tiếp. Tao cho ông chăn xử mày, mày thấy công bằng chưa? Công bằng. Em dám đụng cái đồ của tao à? Quýnh nó cho tao. Được rồi Trân. Mày sợ chứ Tú đi ngang. Tao không cần mày nói, tao cần mày quýnh nó cho tao. Giả vô cái mặt của nó. Còn không thì lấy cái dao chặt tay nó đi. Nếu mày không giả được mày lấy dao chặt tay xé hình nó cho tao. Mày có ăn không? Tao cho mày ăn mà sao mày quýnh nó nhẹ vậy? Quýnh nó mạnh mà. Tao đâu phải bỏ đói mày mấy ngày đâu. Quýnh nó lại. Quýnh không được thì đi chích mẹ cho rồi đi. Gọi chứ Tú đi nha. Đánh lẹ đi. Mẹ cũng nói chị. Má tao cho mày 5 giây. Quýnh đi, mày đâu có ô diễn ngăn đâu. Ủa mày làm gì vậy? Lại quỳ xuống xin lỗi chị Tú cho tao. Ừ sao? Mày muốn sao? Không hài lòng thì cút. Xin lỗi chị. Hầu lại. Xin lỗi chị, không muốn sao?
Lần này là xóa, lần này là xé hình, lần sau mày làm cái gì nữa? Đập cái tấm hình đó luôn. Tao nói cho mày biết, đồ đạc của tao với nó mày mà đụng tới một cái, mất mát một cái gì mày đừng trách tao. Em đi ra đi cho nó dọn phòng. Ủa phòng của tôi không cần ai dọn chưa? Đi ra đây. Ra coi, tôi nói phòng của tôi để tôi dọn nghe. Mày thấy nó buồn chưa? Tao không có buồn. Tao không có cần, phòng của tao tự tôi dọn. Không thèm. Đi ra ngoài nghỉ ngơi đi để em dọn phòng cho. Tao không có làm gì mà mệt chứ, phòng của tao tự tôi dọn, đi ra ngoài đi. Tao không biết mày làm cách nào cho nó vui lại đi mày. Nó mà buồn, tôi mày đừng buồn. Ở đây nữa. Tao nói là tao không có buồn nghe. Chị thấy em vẫn buồn kìa. Tao nói không có buồn. Thấy hai chị còn yêu nhau vậy không? Mày chen chính giữa chi? Tao không có yêu. Thôi mày im đi. Thì thôi im. Đúng rồi nha. Làm cho buồn chi vậy cái. Mày thấy nó khóc chưa? Đúng. Em mà khóc em mà buồn á là em coi chừng nó. Đúng rồi, đúng có khóc mà. Nó em khóc đó. Má mày ra đây. Đúng khóc nè. Nín chứ. Tôi không buồn nha. Má mày, mày quỳ gối đó cho tao. Khi nào nó hết buồn ha, nó vui trở lại tao mới cho mày đứng lên. Vì tiền kia giờ mình như con chuối. Bữa nay không cho nó ăn cơm luôn nha bay. Không cho ăn luôn. Lỗi lỡ chúng. Đừng có ở bên nó nữa, hay chứng mắt thiệt sự luôn. Nó đâu có yêu thương gì em đâu. Còn Hương thì về đi. Đi ra đi để tôi quỳ được chưa? Họ nói hoài vậy. Em thương em kể đi anh ơi. Quay ngược người quay chị Tốt. Em uống nước đi. Trời ơi. Dạ, uống mà. Bây giờ người yêu tao nó không chịu uống nước rồi nè. Rồi làm sao giờ? Mớm vô quá đi. Mớm nước cho chị Tốt uống đi. Mày đứng lên coi mày làm gì mày quỳ quà á? Ai cho nó đứng? Là tiền kêu quỳ đó. Ai kêu nó xé hình của mình? Em đứng này. Đi vô, trời ơi. Còn yêu sao mà chọn cách cãi nhau? Cầm miệng chó rồi lại coi. Làm cho đã chứ giờ có gì bị nhậu. Mai mốt mày còn dám xé đồ của tao không? Trời ơi, tự trọng của mày đâu rồi? Rồi nó khác thì nó uống. Không gì. Tìm nước đồ ăn rồi nó ăn đó. Em xé tóc thành làm nghe tôi khóc chổng kìa. Chăn rồi lấy nước đổ đầu chúng ta. Trời ơi, tôi lấy đùa lấy tuyền nè. Nhanh đi, bảnh lại liếm mặt nó. Nói gì? Ủa mày khoe tao hay mày khoe thằng Ken? Mày muốn đi theo nó hay
cái gì? Wow. Ơi, phát cho từ 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 từ. Chị ơi, vô chứ cái cảnh này là chị. Ủa mày làm cái chó gì vậy? Tao thấy mày quá đùa hết rồi đó. Tao làm gì đó là chuyện của tao, đâu có liên quan đến mày đâu. Nãy thì tao nhắc, đi nhắc lại nhiều lần lắm rồi đó. Mày không thích nữa thì thôi, chào nó về với tao. Thế thôi xong. Ủa chứ mày nói, ủa mày bảo mày thương chỗ thương ở chỗ nào, thương ở chỗ lồn nào á? Cái đó là mày. Ủa như nào gọi là tình thương? Cái đó là mày. Cái này là mày đang dày vò con thú chứ đừng có đổ lỗi cho người khác. Rồi sao? Mày đổ lỗi cho anh cái gì mà Tú nó khóc rồi thì thương nó xong rồi đi hành hạ người khác hả? Cái đó hoa là tính của mày. Nó chủ có đau vì mày đâu chứ điện đéo đau vì bất cứ đứa nào cả. Tao không tập tái tao. Giả tạo cái lồn. Tao thấy mày đùa đấy. Anh đã đùa mày đủ hết rồi. Cái đầu nó cũng bết rồi. Gọi thôi có gì đâu. Mày vô đây. Trời ơi, anh ơi. Như vừa rồi anh à. Làm chứ xong chuyện nha anh. Hả? Cũng giặt vô. Vô phòng dưới cái bàn.